nhưng không phải chicken. Chick Garden, tên quán nồng nặc mùi gà nhưng quán không có món nào liên quan đến gà. Vậy ở đây có gì? Chè khoai dẻo, pudding xoài, tàu hũ trắng, đậu đỏ cốt dừa, nem chua rán, súp với một rổ topping, cụ thể là 4 trà đào và trà dâu. Nem chua rán thì bình thường nhưng mà cái nước sốt này thì bất thường. Chua cay hợp với nem chua là những gì để nói về món này? Súp full topping. Cái súp này theo mình thấy thì nó hơi bị đặc một xíu. Thử với thanh cua. Ngô nhai kiểu giòn giòn, ăn súp thì khá là sánh, còn thanh cua thì mềm, hợp cả quả trứng luôn. Nó cái vị thơm đấy nhỉ? Ăn với trứng thì bùi bùi, ngon. Cái này là ghẹ nhồi thịt. Nice. Không dám chê gì luôn. Bên trong thịt này nó có hạt tiêu nhưng mà hình như là hạt nó hơi to. Mình vừa cắn vào miếng hạt tiêu. Hơi cay xíu, còn lại vị thì vừa. Chan mọi người cần chan cái này lên. Hoặc là ăn lẫn nó vào với nhau thì nó mới vừa. Nó kiểu rất là thanh ấy. Nguyên phần sữa dừa bên dưới thì sẽ hơi ngọt một xíu. Ăn chung với pudding thì sẽ vừa zin luôn. Trà dâu, có mấy quả dâu to tổ bố. Dâu như đá vậy, không ăn được đâu. Trà đào. Cuối cùng đấy, sẽ bê được một tảng đá lên. Một bát chè khoai dẻo này thì rất là đầy, nhiều. Tuy nhiên, mình chân thành góp ý là cái tảng chân trâu này nó hơi bị dính. Chân trâu đen thì mình nghĩ nó phải rời rời một xíu. Còn chơi cả tảng này thì hơi khó nhai. Cũng có các loại chân trâu khác. Pudding xoài kiểu nó ngậy. Mình cảm giác như tất cả các loại đồ ở đây, nếu mà là đồ ngọt thì nó không bị ngọt quá, nó ngọt rất là vừa ấy. Thế nên người ta mới mở đến cơ sở thứ 41. Nay tới cơ sở số 41 nằm ở 152 Lê Trọng Tấn, mình được free cốc chè. Thế bảo là đâu đó được miễn phí 1.000 cốc. Cốc này mới là cốc thứ 999 rồi. Anh em nhanh lên, còn nhiều cốc miễn phí lắm. Còn có thêm voucher giá 666 cành, áp dụng cho tất cả những chỗ nào có tên là Chick Garden. À, mà ai đi ăn gà rán thì vô chỗ nào là chicken nha. Chứ mấy chú gà con này chưa có rán được con nào đâu nha.